xem, mấy cô xe ra giùm con, xe ra kéo cái bàn này cho nó rộng đấy. Mọi người về về em có cái đường này cái. Mọi người ơi, né cái đường đi giùm con em cái giùm mọi người ơi, này đi, em đi. Ai cũng có quả mà cụ ngồi đi chút lạnh bà mà ngồi đi đi. Đừng có chen ngồi ghế đi chút có quà nha. Bà dẫn chưa? Ngồi ngồi ghế đi bà. Thank you.
ba. Còn nhiều người bệnh lắm chú ơi. Từ từ.
Đậu, đậu xe ngoài giùm đi chị ơi. Em ơi. Cậu có phiếu không? Hả?
có phiếu không? Sao mà ấy nó không đưa không biết. À, thiệt. Con gì ba đó mà sao mà nó không đưa, vậy không biết hỏi ổng, ổng nó coi đưa rồi mà rồi bỏ đâu rồi không biết. Mà ba không đưa phiếu gì vậy? Mà ông hỏi ông không có phiếu hả? Chứ ai nói ông đưa phiếu cho bà đâu, nói bà đó không ốc đó mà nó có đưa phiếu đâu, đang nói chuyện không có phiếu, nói ai hứa cho phiếu mà không cho. Có giấy chứng minh đồ đó không chú? Giấy chứng minh đồ đó không? Đưa gì ba rồi đưa gì ba hả? Ủa đây giờ khổ mà sao không có phiếu con? Mà có phiếu có người phát phiếu không? Trời ơi, người có phiếu rồi. Con cháu vậy có phiếu rồi. Bỏ quên vậy? Bỏ quên thôi vậy. Bỏ nãy giờ không có phiếu mà. Bỏ quên đâu rồi, bỏ đâu? Đưa cho nhỏ cháu giữ rồi. Còn nhỏ cháu đâu? Chết. Chết. Mất phiếu lận. Mất phiếu. Đây nè. Okay, nè, 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 nè. Hai vợ chồng đi chung đó phải không? Hai chồng đó. Rồi đó, đây, hai chồng này về rồi luôn. Nè. Đây nè, nè, nè. Rồi, con có ai đó đâu không? Rồi khinh khinh ra trong luôn đi em ơi. Nhưng mà ông bây giờ ngồi có xe không? Ông có xe không? Có ai đó không? Chủ xe em thích xe tí. Xe nào? Chưa xe phải ông ngồi đây chờ nha. Chưa chưa. Đây qua chưa ảnh không? Không phải không? Đây rồi đây luôn. Rồi qua 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 qua. Gì? Đâu có cái rồi nè, hai chồng đó thì ông chồng ảnh này đó. Phiếu dạ, hai chồng đi chung một phần rồi. Chính này điểm mới không anh Chính? Điểm mới không? Ok lắm. Ngồi đó đâu, em đã tới đâu, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Bốn người bao nè, một nè. Điểm của tỷ tỷ cũng được không? Tỷ tỷ thôi anh Chính nè, bye bye đi nè. Nhiêu tuổi bà nhiêu tuổi, bà nhiêu tuổi? 78 tuổi chú. 78 không thấy đường hả? Thấy hổ mờ mờ. Bị đụng với linh thể hả? Mắt bị gì, bị cườm phải không? Sao không đi mổ? Trước rồi đòi mổ, ổng nói mổ cho bà nuôi luôn, tôi không nuôi bà đó. Rồi thôi để vậy luôn. Mổ đi nó sáng mà. Ông này cũng vậy nè, mổ cho nó không có đường. Mổ đường luôn, tôi sợ đó, ông xui vô đó. Mổ về là mờ luôn, hấp hết đường. Chị anh xui vô cái đường gấp cá. Có người đưa về chưa? Chưa sao em đưa về đi. Bà có rồi mà phải không? Có rồi, có rồi. Có rồi chú. Có rồi, có rồi. Có hết rồi.